Đọc. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian rồi. Nào. Tại sao em gái lại không bấm? Lúc mà trả lời 9 câu hỏi của em thì em cảm thấy có một vài câu hỏi dựa trên tiêu chuẩn của em á, thì nhưng tại sao em lại dựa vào 9 câu hỏi đó để chọn người yêu của mình, trong khi người thật thế này? Dạ, vì lúc mà anh ấy trả lời trong một thời gian ngắn như thế thì sẽ là trả lời chân thật nhất. Thì em tin là 9 câu hỏi đó có thể khắc họa một cách tương đối. Cái đó là cách của em, nhưng với quan điểm của anh á, chúng ta có người trực tiếp, chúng ta nhìn và chúng ta sẽ kiểm tra từ đôi mắt, kiểm tra từ cái tính chất và cái phong cách của anh ấy. Theo anh đánh giá đó, cậu này là một người rất là ok. À, bé gái, chị cũng là phụ nữ, chị cũng chưa có người yêu. Cái gì thì không biết, chúng ta có thể xài bằng công thức, nhưng riêng với tình yêu thì chúng ta đừng trắc nghiệm nó. Bởi vì tình yêu mà khi chúng ta đưa vào trắc nghiệm thì nó sẽ không còn hay ho, nó không còn thăng hoa, nó không còn nhiều cái feeling nữa. Đừng cứng nhắc trong suy nghĩ, thả lỏng con tim mình. Biết đâu hai bạn đứng đây không thành đôi, nhưng về chúng ta trao đổi kết bạn, qua đó chúng ta tìm hiểu nhau thì ai biết được. Bên đàn gái giờ có yêu cầu cho đàn trai không? Em có 9 câu hỏi muốn hỏi. 9 câu mấy hỏi? Mấy câu? À, chỉ có 9 thôi. Ủa sao nhiều như vậy? Hỏi đi cưng, hỏi đi. Dạ, bạn Nam phải trả lời nhanh. Nếu mà bạn Nam chưa kịp đưa ra câu trả lời thì chị Nam Thư với lại anh Quỳnh Linh có thể hỗ trợ em đếm từ 1 đến 3. Chà, lật quyển sổ rồi. Thôi là thấy mệt rồi đó. Hít thở sâu, hít thở đều. Đàn gái này cô bụng khó rồi nha. Rồi, vô. Câu thứ nhất, anh thích một người vì ngoại hình hay nhân cách? Ngoại hình hay nhân cách? Nhân cách. Nhân cách. Nhân cách. Câu thứ hai là một câu hỏi tình huống. Rồi, tình huống. Giả sử đi cùng em có hai người bạn nữ, một bạn rất thông minh, còn một bạn là rất xinh đẹp. Anh thích kết bạn với ai? Một người thông minh, một người xinh đẹp, chọn ai? Thích kết bạn với ai? Mà đi với bả luôn. Đi với bả luôn. Ừ, đi với cổ mà có thêm hai người bạn, một người xinh đẹp, một người thông minh, thích ai? Thông minh. Thông minh. Chọn bả. Hả? Đi với bả mà. Ừ, dạ, vui quá rồi. Chọn bả. Chọn em. Chị Nam Thư ơi, hình như MC bên đó hơi thiên vị bạn Nam, vậy là phạm luật đó chị. Thấy chưa, anh chơi vậy anh chơi phạm luật. Đọc câu hỏi anh câu gợi ý trả lời, nó trả lời sao nó trời ơi trời đi với bà anh. Không em, đàn trai mà phải bên nhau. Có hỗ trợ chứ trời đất ơi. Rồi tiếp. Dạ, câu thứ ba, anh có hay ngủ nướng không? Anh có hay ngủ nướng không? Có ngủ nướng, có. Ngủ nướng bình thường. Anh có bao nhiêu em gái mưa? Có. Không có ai hết. Đúng rồi, không có ai hết. Không em, không em. Anh có thích đi du lịch không? Thích đâu du lịch đâu? Có, tháng nào cũng phải dùng tiền để đi hết á. Ừ. Vậy nếu trong lúc đi du lịch, bạn gái anh nhờ anh chụp ảnh quá nhiều hay là selfie quá độ thì anh có thấy phiền không? Có phiền không? Không, tại vì em cũng thích chụp hình. Mắc mới gì phiền, thích luôn mà. Thích luôn. Câu này quan trọng nè chị. Quan trọng, hồi hộp quá. Giữa game, bạn gái và công việc, nếu bắt buộc phải chọn một và bỏ đi hai điều còn lại, anh sẽ chọn điều gì? Cái gì game, nói, game, bạn gái, công việc, chọn một, bỏ đi hai, bỏ hai, chọn nào? Có một thôi, có một cái chọn được thôi. Yeah. Game, bạn gái và công việc. Hả? Muốn chọn công việc, cái này của nó chọn nha. Anh có tư vấn không? Chọn bạn. Dạ. Nếu như là vợ thì em sẽ chọn vợ. Còn nếu mà bạn gái thì em sẽ chọn công việc. Hay. Được. Công việc. Câu tiếp theo. Trong một nhóm bạn, anh là một người trầm lắng hay khuấy động? Cả một nhóm bạn của em ai cũng khuấy động hết. Khuấy động cho vui. Khuấy động. Vậy ví dụ nếu có một bạn nữ nhờ anh trở về thì anh có trở không? Trước kia thì có thể có, em có trở về. Nhưng khi mà có bạn gái rồi á thì tùy vào tính cách của bạn gái. Nếu mà bạn gái thấy là ok, bình thường thì em sẽ chở, còn nếu bạn gái không chịu thì em sẽ không chở. Thí dụ như không có bạn gái ở đó thì em có chở không? Dạ, cái đó là tùy trường hợp đấy anh. Thí dụ như là đồng nghiệp của em đi mà trên đường đi về á thì chỉ là đồng nghiệp thôi thì em sẽ trở về bình thường. Ừ. Còn nếu như mà chịu trở về mà ngược đường á thì không. Cũng phải từ nhiều khi đêm khuya người ta kẹt có người. Có gì vậy? Bởi vì nó là tùy vào trường hợp nữa. Mình không có thể là cứng nhắc cái gì vậy? Nữa. Người nói ta hỏi là có chở, tùy câu trả lời hỏi nhanh mà ông ngồi ông giải thích nữa, bây giờ có hoặc không thôi. Có. Bằng không đi. Không hả? Trời, chúng nó có mà. Người ta chở thôi mà, chứ đâu phải chở là yêu đâu. Mà là giờ có hoặc không? Có. Là anh trả lời hay là ổng trả lời? Anh. Trời ơi, người ta hỏi ổng mà. Ủa vậy hả? Có chở không? Có đi em, nghe lời quân sư. Có. Ủa mắc mớ chở mà đâu có yêu đâu sợ. Có nha cưng. Rồi tiếp. Câu hỏi tiếp theo thì sẽ có 3 sự lựa chọn và anh sẽ chọn một trong 3 sự lựa chọn. Ủa, đó. Trời ơi, mệt ghê luôn á.
Khi anh để ý một người, anh thường làm gì để người ta chú ý tới anh? Lựa chọn thứ nhất, tạo ấn tượng trước người đó. Tạo ấn tượng trước người đó, minh họa đi. Rồi, hai. Tìm cách xuất hiện nhiều lần trước người đó. Em xuất hiện hoài luôn. Đó. Gì nữa? Ba. Và lựa chọn thứ ba là nói xấu người đó. Nói xấu người đó. Em sẽ chọn cách là tạo cách ấn tượng. Đúng rồi. Còn câu cuối cùng chị. Trời câu ơi. Cuối cùng. Lấy vợ khó dữ trời. Giả sử lúc này đã là 10 giờ đêm và anh đang đi nhậu với đối tác và trao đổi một công việc quan trọng. Bạn gái anh lo lắng gọi điện liên tục. Anh sẽ làm gì? Lựa chọn thứ nhất, tắt máy hoặc liên tục từ chối cuộc gọi. Lựa chọn thứ hai, gắt gỏng. Anh đang bận rồi cúp máy. Lựa chọn thứ ba là một cách khác. Anh có thể nêu cách cụ thể của anh. Em sẽ nói cách của em. Công việc của em, nếu mà có đối tác này kia sẽ nói chuyện với nhau trên Skype á. Và cái thứ hai là em không có nhậu. Đi cho cuộc vui thì em chỉ là uống hay nhấp môi này kia thôi. Bạn gái gọi thì em vẫn nói chuyện bình thường, em sẽ bắt máy và ra ngoài nói chuyện. Anh có gắt gỏng tại vì anh đang trao đổi công việc quan trọng. Đang trao đổi công việc quan trọng, gọi có gắt gỏng không? Không nên gắt gỏng tại vì bạn đó đang quan tâm tới mình. Đúng rồi, bạn đó quan tâm gì? Tới mình thì mình không thể nào mà phụ được. Giống như anh cũng buổi tối đi liên hoan liên hiết gì á, bà xã gọi. Gọi hoài, càng gọi anh càng cười. Thì gọi đối tác. Gọi nữa. Tạc tiếc đối tác. Ổn chưa? Trời ơi, tôi lo quá. Được rồi. Chưa? Hỏi nữa tôi đóng cửa rào luôn á. Mời em trai. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Em chào chị Nam Thư và bạn nữ. Em tên là Bùi Thanh Tân, 28 tuổi. Em làm lập trình viên. Em quê ở đâu? Dạ, em người gốc Sài Gòn luôn. Gốc Sài Gòn luôn, ở... Nhà em quận 8. Mời đàn gái. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, xin chào anh Quyền Linh, chào, chào bạn em. Nam. Em tên là Nguyễn Thị Thủy Trang, năm nay em 25 tuổi. Quê gốc của em thì ở Thái Bình, nhưng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của mình là gì cưng? Dạ, em hiện đang phụ trách về phần pháp lý, hợp đồng và dịch thuật cho một công ty xây dựng. Em hãy cho đàn trai biết những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em là người sống tình cảm, hay giúp đỡ mọi người. Khuyết điểm là em hơi dè dặt, khá là khép kín. Bạn trai bên kia nè, mình ưu điểm, khuyết điểm mình sao ha? Dạ, em làm việc nhà nhanh lắm, chỉ như rửa chén này kia. Tốt, đàn ông mà làm việc nhà được là rất là thương gia đình, thương vợ đó. Nhưng mà không nấu ăn được. Từ từ mình cũng nấu được, không có khó. Bây giờ thì mình nói về cái con đường tình duyên của mình đi em. Lúc mà em học cấp 3 là một mối tình, nhưng mà lúc đó còn trẻ quá. Rồi. Nên cũng chia tay sớm. Sau đó là em quen một bạn nữ, lúc đó là em đang làm để dành tiền đi học á. Em làm phục vụ thì em quen một bạn nữ. Quen được 2 năm thì bạn đó bỏ em. Chờ khoảng 6-7 năm sau á thì em mới có kết bạn, nói chuyện quen với bạn nữ nữa. Nhưng mà kiểu hai người không hợp nhau, rồi thì cũng chia tay, rồi bạn nữ lúc giờ cũng có chồng rồi. Bây giờ đã chuẩn bị đủ tinh thần để có người yêu và lấy vợ chưa? Dạ rồi. Còn tình duyên của mình sao em? Dạ, em mới trải qua một mối tình thôi chị. Lúc đấy thì em là sinh viên, ra trường thì cái định hướng của mỗi người khác nhau. Dạ, thì chia tay. Vậy thì định hướng của bên đàn gái là gì? Người đàn ông như thế nào mới hợp nào? Có khả năng biết lắng nghe và lắng nghe. Trung thủy với em. Gì nữa? Hết. Cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Là đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn trên ạ. Sao em thấy đáp ứng được không em trai? Dạ, thực ra thì em cũng là người sống tình cảm và biết lắng nghe. Và em biết nói câu xin lỗi với lại đối phương. Vậy thì được. Chứ không phải luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu nha. Rồi, còn em muốn một người phụ nữ thế nào? Em á, em muốn người phụ nữ thế nào? Trời ơi. Em thích bạn gái thích nấu ăn. Thích nấu ăn thôi, còn nấu ăn ngon hay không là chỉ nó chưa quan trọng. Bạn nấu thì em sẽ là lặt rau hay làm cùng. Em biết nấu ăn mà đúng không? Dạ. Để chị qua chị coi thử. Chào chị. Chào cưng. Sao cưng đi cô gái, con gái nhà người ta mà cưng gục ghè vậy rồi sao? Mình đi cua ghệ, mình đi kiếm người tình yêu, mình phải hết sức là quyết liệt vô. Mắc mơ gì, người ta gục ghè, người ta mắc cỡ. Chứ gặp gái ào ào vô, người ta đánh giá mình sao? Bị gì cái cô bên nhà em á, cổ cũng rụt rè mắc cỡ lắm. Chưa thấy, nó thấy nó chủ động mà coi. Không có, thật ra là tính em nó hay vui vui và nó cũng nhây nhây lắm. Hồi đó như kiểu chơi game vậy đó, thì em đặt tên kiểu như là cho người ta chú ý vô, em đặt tên là một thằng gay. Chắc nhiều khi lặn vậy là bị cái huông sao vậy nữa. Cái này nguy hiểm nè. Nguy hiểm nha. Có cái chữ đó nó. Có bao giờ mà... Không có anh, tại vì nó có một cái gì đó gọi là nó vui vui á, tại vì... Vui hay là có gì cảm giác giống vậy? À, tại vì em với mấy bạn em là mặt nhìn nó cứ non non á, rồi da thằng nào cũng trắng trắng hết trơn á. Nên người ta nhìn vô, ta nói nguyên đám là bị đê không à.
có thiệt không? Dạ không. Có chút gì không? Không luôn. Trời, đàn trai uy tín nha. Chứ để qua mốt đàn gái trả về nó, trời ơi. Phải test. Hết đất cho bà mối biết. Cái gì mà hết đất? Trời ơi, thời buổi này rồi ai hết đất nữa? Giờ là phải tạ. Bập bạ hả? Vô trong nhà lấy tạ ra đi ông ơi. Tạ đâu trong nhà? Tạ nhà anh á. Em qua em bỏ. Em qua nhà anh nào? Khuya em qua đó. Lúc anh đang nằm ngủ mặc cái quần xà lộn. Trời ơi, qua đi ngang cái giường anh thấy anh nằm ngủ vô em bỏ tạ ông đó mà. Khuya có qua hả? Ừ, lúc đó thấy em mặc quần xà lộn nằm ngủ vậy nè. Anh Mai có lấy tạ. Mai mốt khuya có qua nói tôi trước nha. Chi vậy? Trời ơi, tao chuẩn bị. Không biết ông Mai ông rinh ra nổi không, tôi lo quá nè, trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi. Thiệt luôn á anh. Làm liền tại chỗ em ơi, phải test chứ. Ba mua gì giữ về cục này chắc. Rồi, vô. Một nè. Trời. Hai nè. Thấy chưa? Ba nè. Bốn nè. Năm nè, rung rồi, rung rồi. Rung cái gì mà rung? Sáu nè. Trời. Trời ơi, thấy không? Mình nhìn ông Mai kìa. Bảy nè, trời. Anh mới cùng nhẹ. Tám nè. Sao? Lên chín đi, tôi mới mở rèm cho gặp mặt. Chín rồi chị. Mười đi, mới mở rèm gặp mặt. Rồi, thôi ta. Yêu quá thì thôi. Cũng được chứ, mười cũng được à, được rồi coi. Cục này chắc 1 kg hơn á anh. Hả? Gì 1 chục? Cái này có... Một nè. Thôi bỏ đi ông Mai ơi. Trời, hồi nó lòi con mắt ra ngoài luôn. Hai nè. Thôi khóc. Bỏ tài. Nghĩa là sức mạnh nó có đó. Có. 10 cái là được rồi, ngon rồi. Ngon à. Rồi, 10 cái được. Là ngon à. Đàn ông mà 10 cái là ngon á. Được. Về thể lực là đối với chị là cưng qua cái vòng đó rồi đó. Mặc dù nó thở lè lưỡi ra luôn. Ừ. Rồi, bây giờ mình thử thách tiếp nè. Đúng hả? À, mình vừa qua cái giai đoạn là thể lực. Rồi, giờ mình đọc thơ đi. Đàn ông mà là phải có văn, có võ. Bây giờ mình qua cái bước võ rồi mình tới bước văn. Được không em? Đừng dạy mà quen dân IT. Sao nữa cưng? Sao nữa? Sao nữa? Nó khô khan lắm. Chẳng biết gì à? Chẳng biết gì. Biết thơ tán gái thì... Thì gì? Từ từ em quên. Biết thơ tán gái thì... Em quên. Từ từ. Nói chung là vậy đó. Tôi có thuộc nhưng mà tôi quên. À, nó lấy không... lấy nó thì chẳng được gì. Nhưng mà cưới rồi thì mới biết. IT không kém bất kỳ ai. Đừng có đùa. Em phải cảm ơn ông Mai. Dạ. Ông Mai đã cứu em một bàn thua trông thấy. Rồi, đợi. Đủ rồi. Đủ rồi à? Thử vừa thôi chứ thử quá làm khó đàn trai. Ủa, tôi con gái, tôi có giá, tôi có quyền chứ. Ủa, con trai cũng có giá vậy? Ít nhất cũng cũng đẹp trai chứ bộ. Giỡn à? Đẹp trai. Mày cũng giống là chơi song dông với Kim Song Ngu Yun gì đó. Cũng đẹp trai giống Hàn Quốc chứ bộ. Để anh qua coi đàn gái sao mà làm khó với đàn trai dữ nha. Dạ. Sao? Đàn gái nhà tôi dày rồi làm giá là đúng chưa? Duyệt, đàn duyệt gái, à? Duyệt. Nết na dễ thương ha. Bé. Trổ tài năng ra mình có ra. Có tài năng gì? Thơ hát kìa. Thử coi nghe coi. Đúng rồi. Ừ. Dạ, em xin phép hát một đoạn trong bài All of Me của John Legend. Cái gì? Nó lớn lên bài gì? Bài All of Me. Dịch tiếng Việt kìa cưng. Đàn trai người ta quê mùa, người ta know speak English lắm. No speak English. Nói về bản thân em. À, nói bản thân em rồi, bắt đầu hát. What would I do without your smart mouth? Nói chung là anh thấy là bên nữ hát hay. Anh hiểu cái bài này luôn, em hiểu không? Dạ, hiểu được khoảng 50%. Đại khái là gì? Đại khái là nói bạn này có tình yêu rồi, bạn này muốn trao đi và nhận lại. À, đó, hiểu rồi đó, đàn trai hiểu đó. Tình yêu trao đi là nhận lại đó. Ok, tôi cũng hiểu luôn rồi đó. Tốt. Thôi được rồi. Mới qua ải của bên đàn gái thôi. Còn người thân nữa nè. À, còn người thân phải không? Bé Trang, hôm nay là em tới đây với ai nè? Dạ, em đi cùng mẹ em với lại chị gái. Cô là mẹ của Trang. Cô dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ, con chào cô. Cô thấy đàn trai bên đó làm sao nè cô?
Cô thì cô thấy là bạn trai này cũng tương đối là chỉn chu, bạn ấy trả lời cũng tương đối là đạt đấy. Dạ. Thôi Linh hỗ trợ nữa đó. Cô có muốn nói gì về chàng trai đó với bé Trang không? Thì tùy vào sự cảm nhận của hai người thôi. Theo cô á, là con gái có nên bấm nút hay không? Theo cô thôi, còn con gái sẽ quyết định bởi vì tình yêu của nó mà. Không, nếu mà như thế này cô cũng phải giấu, cô cũng nói thật. Trong vấn đề riêng tư, tình cảm á, thì con gái mình quyết định, còn có thì mình chỉ là đứng đằng sau. Sau này có gì đó thì mình phát biểu quan điểm thôi. Cảm ơn cô. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, anh đi với mẹ, anh với mấy bạn. Rồi, chào cô. Cô thấy cô gái bên kia thế nào? Cô gái cũng dễ thương, hiền. Dạ, cô thấy hợp không? Cho hai cháu nó để cho nó lựa chọn, chứ cô cũng không biết. Cô không biết luôn. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Thôi, mình kéo màn đi cho hai đứa nó nói chuyện với nhau nha. Sô-cô-la. Cảm ơn anh. Chúng ta có 2 phút để nói chuyện. 2 phút bắt đầu. Thật ra thì đầu tiên là anh định tặng em một cái váy, nhưng anh nghĩ lại là anh sợ nó sẽ không vừa sai hay gì đó, hay là nhiều khi anh sẽ không thích cái màu của em với anh. Cái sô-cô-la thì nó sẽ có cái ý nghĩa hay hơn. Đầu tiên thì sô-cô-la nó đắng, sau này thì nó mới là ngọt. Bởi vậy thì anh tặng cho em thì anh hy vọng là trước khi mình gặp nhau mình cũng chưa có gì, thì nó rằng là một mối tình nó đắng, thì sau này nó sẽ là nó, mình sẽ trao dồi thêm, mình đo đường sữa đồ này nọ vô thì nó sẽ có một cái vị khác. Cho em hỏi anh một chút nhé. Ngày xưa cô giáo có khen anh học giỏi văn không? Thật ra thì hồi đó giờ chưa bao giờ anh được 7 điểm văn. Anh thì kéo xuống học sinh trung bình đồ này nọ là tại vì môn văn. Nhưng mà lúc nãy giờ em thấy anh rất là ngọt ngào. Cảm ơn anh. Lúc trước thì anh có nói anh là lập trình viên, thì những người làm công việc lập trình viên rất là bận rộn, có thể là làm cả thứ bảy chủ nhật nữa. Dạ. Em không biết là điều đó có đúng với anh không, mà nếu mà đúng như vậy thì làm sao mà anh có thể cân đối được giữa công việc và cuộc sống để có thể hẹn hò? Thật ra thì trước Tết á, thì anh cũng nói như em nói, cái là buổi sáng làm, xong buổi tối cũng làm, và thứ bảy chủ nhật cũng làm luôn. Khoảng thời gian gần đây á, thì anh thấy làm như vậy nó không có cái gọi là mới đi á, nên anh quyết định là anh sẽ không có làm những làm thêm nữa, anh chỉ lấy cái lương cứng thôi, và thời gian còn lại là anh đi học, bởi vậy cái thời gian mà anh rảnh nó cũng nhiều hơn. Quan điểm tình yêu của mỗi đứa như thế nào? Yêu là nghĩ về nhau được rồi, cũng không nên phải ràng buộc quá nhiều, chứ mà chỉ cần là em luôn nghĩ em chỉ có một người bạn trai, còn em có đi chơi với ý là người bạn thân của em từ đó trước tới giờ đi, thì không có lý do gì phải ghen hay là chuyện gì. Có nghĩa là anh cho phép em có bạn thân là nam giới? Chứ nó mà bình thường. Vậy anh em muốn... có cho ngược lại không bé Trang? Quan điểm của em là em không thích anh có em gái mưa hoặc là có bạn thân là nữ giới. Em cũng không có bạn thân là nam giới. Thì anh có thay đổi theo suy nghĩ của em không? Bình thường, thật sự mà vì nhau rồi á, một trong hai người sẽ từ từ phải thay đổi mà thôi. Có thể là anh sẽ thay đổi theo suy nghĩ của em. Được mà đúng không? Rồi, mỗi đứa nói một câu, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Anh nghĩ em cũng khá là hợp với anh theo đúng cái kiểu mà anh thích. Nhưng mà em có thể để tóc dài không? Lúc trước là em để tóc dài, nhưng mà sau này để thay đổi thì em đổi sang tóc ngắn. Em có ý định sẽ để tóc dài không? Dạ có. Chúng ta hết thời gian.